xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. À, ngay bây giờ là 12 giờ 56 phút. À, sáng BTC đang ở con giá là 68.750 mấy. Vừa rồi như vậy là nó phá vỡ được con giá 68.750. Mình nói đó là cái target ít nhất nó phải à, va chạm tới, ok thì vừa rồi nó cũng đã va chạm tới những cái lượng sóng đã được thay đổi thì đây mình đi lại một chút xíu nữa là cho anh em à, từ cái đáy của nó lên đây là a đây là b và đây là c abc như vậy tạo sóng số 1 đây là sóng số 2 và đây là sóng số 3 ok đây là sóng số 3 của nó ok từ hai như vậy lên 3 từ hai lên ba như vậy đó thì nó có ba sóng nhỏ đây là a của nó đây là b của nó và đây là c của nó abc như vậy abc như vậy để tạo sóng số 3 Ok từ thằng B lên trên thằng C nghe là C thì vừa rồi mình chỉnh sửa là một chút xíu có thể là sóng số 1 đã kết thúc đây rồi nè cái okay, sóng số 1 đã kết thúc đây đây là sóng số 2 và sóng số 3 nó đang được diễn ra sau đó sóng số 4 và sóng số 5 lên tới từ cái vùng giá này ok những con giá kế tiếp ok đây mình có thể bỏ những cái thứ này đi để cho nó đơn giản hơn um, à, những con giá kế tiếp là những con giá kế tiếp là à, 69.300 69.700 70.000. 70.000. Ờ à, 70.000 400. Ok. Cho cái năm sóng này đi lên. Ok. năm sóng này là cái sóng nhỏ của cái sóng C. Và cái sóng C ABC như vậy để tạo sóng số 3. Vậy thôi cho mọi người nhé. Cái và xác suất là chuyện đó đang được diễn ra ngay bây giờ. Bởi vì nó đang nằm nó giữ khá là ok, Nghe nó gọi là nó đang còn râu ri ở cái vùng 68 750. Vậy thôi. Xin chào mọi người. Ok, xác suất là nó sẽ tiếp tục leo thang tới cái sông số Sô 3. Đó là cái xác suất. Vậy thôi, xin chào mọi người. Rõ ràng như vậy là ngay bây giờ là gần được một giờ sáng ngày thứ sáu thì xác suất là mọi người đã ăn chơi hay là gọi là rời cái thị trường này rồi, đúng không? Thì bao nhiêu người sẽ bắt 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 được cái cơ hội này. Ok thì chỉ có những con khổng long trong cái thị trường này thôi. Còn những người nào mà đi du lịch trong cái thị trường này thì gọi là bạn sẽ không lấy được cái thứ gì ở trong cái thị trường này đâu nghe? À, bạn phải cần sự siêng năng, chăm chỉ và tập trung. còn những thứ đó bạn không có thì cho cái tín hiệu của mình nó hay ho như thế nào, cái phần trăm nó chính xác cao như thế nào bạn cũng không làm được, uh, được lợi nhuận trong cái thị trường này nếu bạn không có sự tập trung. ok và ngay bây giờ là chuẩn bị tới đây là một giờ sáng thì nó là vậy. ok à, thứ bảy chủ nhật này mình sẽ vắng mặt, nghe mình sẽ có thể đẩy ra tín hiệu BTC cho bạn thôi. mình sẽ đi du lịch. ok Kemang, kemang, pak kemang, Seja.